Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 26 tháng 8 năm 2020. Và trước màn nhỏ quý vị thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mít. Bộ này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác khách hàng là bác Cương ở tại thành phố Yên Bái. Thì trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của bộ cuốn thư câu đối phòng thờ đây. Đứng góc máy này nó hơi ngược sáng một chút thì quý vị có nhìn. Thì đây là hình ảnh chi tiết của chiếc cuốn thư này có kích thước là chiều ngang là 1m97, cao 87. Đây là dày 4cm và được buộc chạm theo mẫu là rồng hóa mai. Đây tôi quay gần hơn từng nét chi tiết cho quý vị thấy. Thì chính giữa là có bông hoa hồng được chạm khắc rất là sắc nét và tinh tế đây. Hai bên thì là có hai chú rồng được hóa thân cây mai. Ngoài ra thì còn có những cái họa tiết khác như là chim điểu này, thì hoa mai này gọi là mai điểu này. Đó, bên này là hai cánh này cũng có mai điểu này. Chính giữa của chiếc cuốn thư này là có ba chữ Đức Lưu Quang. Ý nghĩa là đức độ sẽ tỏa sáng muôn đời, được đục chạm trên nền gấm và thể hiện cái sự mong muốn là cầu mong cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia chủ. Đó, ngoài ra hai bên cuốn thư là một bên là thanh kiếm và một bên cây bút. Thì còn tượng trưng cho hình ảnh của người quân tử ngày xưa là văn võ song toàn, rất là nhiều ý nghĩa quý vị nhé. Đây, hình ảnh tổng thể chiếc cuốn thư. Hiện tại quý vị xem thì màu sắc nó hơi, tôi thấy là nó hơi tối một chút so với hình ảnh thực tế bên ngoài sản phẩm của chúng tôi. Toàn bộ đường nét họa tiết hoa văn là chúng tôi là anh em thợ là đục chạm thủ công bằng tay, rất là sắc nét và giá trị quý vị nhé. Ngoài ra là hai bên thì có hai đôi câu đối, là một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, cũng đều có ý nghĩa là lời răn dạy của ông bà tổ tiên dành cho con cháu. Quý vị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, có số điện thoại là 0957 510 866, website là đồ gỗ tùng 8.com. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng thi công các sản phẩm đồ gỗ nội thất, phòng khách, phòng thờ. Thì quý vị có nhu cầu hãy liên hệ, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp. Và ngoài ra bộ sản phẩm cuốn thư câu đối này thì bác Cương ở tại thành phố Yên Bái còn đặt chúng tôi là một số sản phẩm khác như là trường kỷ cũng như là kệ tivi. Thì hiện tại là xe chúng tôi là đang chuẩn bị bốc xếp và những món đồ để giao cho bác Cương ở tại thành phố Yên Bái thôi. Đây phía bên trong này, phía bên trong này thì là có một bộ trường kỷ chất liệu gỗ lim và một chiếc TV tủ áo, rất là nhiều sản phẩm tại anh em tôi chuẩn bị cho lên xe rồi. Quý vị nào quan tâm thì hãy bấm like và đăng ký kênh chúng tôi để theo dõi. Ok, xin chào mọi người nhé.